xin chào các anh, các chị và các bạn đã xem kênh YouTube Phùng Ngốc Vlog nha. Hôm nay cũng ngày giỗ mẹ để tưởng nhớ lại người sinh thành của mình nha các bạn. Mình cũng làm mấy món để tưởng nhớ về người mẹ của mình nha các bạn. Để mình sẽ quay những cái món mình làm cho các bạn xem nha. Cũng do dịch bệnh Covid nên cũng có mấy anh chị em tăng nhòa để về làm những cái món để tưởng nhớ đến người mẹ thân yêu của mình nha các bạn. Giờ trời là đon nướng thịt đây các bạn. Thịt heo nướng. Đây nè. Này là chá rẻ đây các bạn, dự nè. Ngó đây xin dự. Đó. Đây. Anh này là anh rể đây. Hello. Đó. Đây đây để mẹ nấu cho. Đây là hơi bà chị của mình đây nha các bạn. À. Đó. Bảy. Đó. Có ai mà ngon bằng vậy đâu trời. Lục rồi nha các bạn. Đó, bà chị mình đang vớt gò rồi nè. Wow. Quá cũng do dịch bệnh Covid nhau bọn đầu rác 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 xuống rồi đó nghe các bọn em ô cha bây giờ bưng lại hấp dẫn à quá hấp dẫn không ngon à rồi nhòa chín gốc đi mình cũng có mấy con gò là mình âm để làm nhân mì nha các bạn. À, gò lùm nha. Âm lùm nhân mì nha các bạn. Bà xóa mình đó, đậu mũ không có giờ thấy mẹ ở đây nè. Thấy nha các bạn. Bây giờ là tới tiếp tục là bốn rôm nha các bạn. Đây là đầu bếp chính đây. Đúng rồi. Cái đẹp ghế chứ mày, cười lên nghe chưa? Cái gì chứ mày? Rôm đó các bạn. Đây là ra cây nhỏ lớn nhất. Mẹ nó được lên như mì. Cái nồi nhân mì đó nha các bạn. Đó là đầu bếp chuyên nghiệp này. Đó là bếp chuyên nghiệp nha các bạn. Cái nồi đũa ngán là chị không biết mà. Đây, món thịt nướng nha các bạn. Đó. Thơm. Thơm ngót á. Đây là cái cháo bơ chị xé gò nha các bạn. Mình làm món gò xé đây. Thấy không? Mấy anh chị em của mình đã nấu nướng xong rồi nha các bạn. Mình cũng để dọn lên bàn rồi để đọc kinh để tưởng nhớ đến người mẹ của mình nha các bạn. Những món mấy chị em đã làm sang rồi. À
Dạ trời mình đặt kinh cũng sang rồi nha các bạn. Cũng mời cũng mấy anh em đang nhòa. Đây là ông bọ để cho đỡ đào của mình đây. Đây các bạn. Đó là anh ông anh bé. Đây là đem cái là chủng chín ngấu đó nha các bạn. Đó là cha rể. Đây là ông anh cũng anh rể luôn mình đào đây các bạn. Đây là con cá này. Cũng mấy anh em đang nhòa ở đây. Đây là thầy co đây, cũng ông mình rẻ đây. Đây cá này, này bọn này trưởng từ tư tươi gớm. Có chơi rượu với ít màu về đó. Giờ bọn. Được chưa? Không có lắc ly, đét ly được không? Lắc ly đi. Uống cho năm. Không. Đó, lắc ly ly này. Ai uống chung không có. Giới thiệu. Bát 12. Rồi rồi. Nó đúng rồi, để cho anh hên thui á, chứ cái chơi rượu nó có nè. Đúng rồi, chơi rượu nó có nè này. Đúng rồi, thui á, chứ bữa là chứ không thui đâu. Thôi chỉ đi nhiễm ở đây lắm nhất thui đi. Không quan quan thấy hay không dạ. Bỏ uống bia thì không được rồi. Bia thì. Đây đây. Không có được tôi xin cá nha. Cái nước rửa cây này là đồng âm không có được qua ra. Không biết dùng được. Không. Ai ăn á mình nó ăn ngay không được. Đó cái đó là. Được chưa? Rồi. Rồi. Mời các bạn mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Có mấy máu? Không thiếu máu thì trước nữa. Từ từ. Để qua rồi. Phải rồi. Căng trước. Phải đi cháo với mấy bà chị cho các bạn. Đòn này. Hốc kinh nhờ mình đây nhá bà. Cũng bán nha, bán cho đầu về chứ anh không được. Đạo hỏi á, để quay quay chị Hê với chị Bốn gì chị Bốn chưa quay bỏ bà kia đang quay ta nữa chứ bỏ mày kia. Chưa lấy được An tự nhiên chúng ai có miệng nó tém tái có lùm viên cứ mày. Đó kìa. Hello, xin chào. Hôm nay là mình vừa mình. Đang dịp mình đang bay nhân thần. Thấy. Anh này chúng đang dùng đi nè. Lỡ ra các bạn. Mình đang tô mì quảng nè. Chén mì quảng. Chỉ làm nè. Đây các bạn. Mì. Rồi. Đây là từ trấu thà đèn á. Các bạn có thấy gì không? Có mình uống trà xanh Ấn Độ này. Dũng chỉ làm nè. Dạ. Dũng chỉ làm. Phô cao anh. Phô cao anh Dũng gắp có phô cao cho. Đó phô cao kìa. Nhất đó, gắp bò cho bò câu này đó. Phô cao kìa. Đó. Phô cao đó. Cho Dũng ăn, Dũng chỉ làm em phô cao. Còn con rong men e kìa nghe kìa. Đậu ra các bạn. Cái e đang gào cái bạc xuống cướp cái bạc lên chứ đang gào cái bạc chứ không e nữa. E mà cướp. Rồi. Đây là cái nhòa. Cái nhòa ở bên nhà các bạn. Cái nhà mình lồn cái nhòa để nghỉ mốt. Đây các bạn. Thấy không? Mình lồn clip đến đây cũng kết thúc nhờ các bạn. Các bạn có xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh Hùng Ngốc Vlog nha. Chúc các bạn vui vẻ nha. Xin chào các bạn nha.